không được đứng đấy và bung cánh nhá, đúng không? Ừ, nó đứng lên chèo cánh. Đây mày ra mày gỡ chim mày vào đây, đừng cho chim mày hót nữa. Giờ nó tập trung vào một con mồi con chi thôi. Nó chỉ tập trung vào một con mồi. Làm nó phân ra nhiều cái hót, con đéo hoa. Nó không tập trung nữa.